Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Khuyến Nông được phát sóng trên kênh VTC16. Chương trình sẽ cập nhật những thông tin nông nghiệp đáng chú ý, giới thiệu tới quý vị và bà con những mô hình kỹ thuật hay, hữu ích trong sản xuất nông nghiệp. Như thường lệ thì mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình sản xuất đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm giúp đỡ người trồng vải thiều nâng cao được kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản, đóng gói sản phẩm theo quy trình tiên tiến VietGAP, GlobalGAP hướng đến xuất khẩu, vừa qua thì Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia đã phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương tổ chức hội thi vải thiều Thanh Hà tinh hoa văn hóa xứ Đông. Ba đội tham gia hội thi vải thiều Thanh Hà tinh hoa văn hóa xứ Đông là ba hợp tác xã nông nghiệp xã Thanh Quang, Thanh Sơn và Thanh Xá thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Đây là ba địa phương có diện tích trồng vải lớn, được trồng và chăm sóc theo quy trình kỹ thuật VietGAP và GlobalGAP khắt khe. Tham gia hội thi, các đội thi được học hỏi, trao dồi thêm kiến thức về quy trình canh tác vải thiều xuất khẩu. Bên cạnh đó, thông qua các tiểu phẩm trình diễn, họ còn muốn truyền tải thông điệp sản xuất an toàn đến người trồng vải trên cả nước. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương, hội thi cũng là dịp quảng bá tới người tiêu dùng và doanh nghiệp biết đến sản phẩm vải thiều chất lượng cao của địa phương này. Từ đó kết nối, liên kết sản xuất, thu mua, chế biến, nâng cao giá trị của sản phẩm vải thiều Hải Dương. Hướng tới sẽ là tìm ra được những cái vườn vải, những cái cây vải mà chất lượng đứng đầu của tỉnh Hải Dương, đứng đầu của huyện Thanh Hà, để từ những cây vải, những vườn vải tiêu chuẩn như thế này thì để tiếp tục đưa đi để quảng bá giới thiệu, thậm chí là có thể là đưa ra những cái đưa đi xuất khẩu, đưa đi xúc tiến thương mại và quảng bá để làm sao tạo được cái tiếng vang trong và ngoài nước. Mùa vải năm nay, tỉnh Hải Dương cũng ghi nhận những kỷ lục mới khi quả vải u trứng đầu tiên được bán với giá 180.000 đồng một kg, tăng 60.000 đồng một kg so với năm ngoái. Tiếp tục là những thông tin về vụ vải năm 2022. Thưa quý vị, những ngày này thì các vùng vải sớm của Bắc Giang đã vào giai đoạn thu hoạch cao độ. Giá vải bán năm nay cao hơn từ 30 cho đến 50% so với năm 2021. Và đặc biệt là nông dân không phải lo đầu ra mà đã có doanh nghiệp thương lái về tận vườn để thu mua. Và với những quy trình canh tác chuẩn mực, những nỗ lực kết nối tiêu thụ đang giúp cho vải sớm Bắc Giang tự tin chinh phục nhiều thị trường mới. Từ ngày 25 tháng 5 đến nay, vải thiều sớm tại huyện Tân Yên cho thu hoạch rộ. Theo các chủ điểm cân tại xã Phúc Hòa, giá vải bán tại các điểm này đang dao động từ 22 đến 28.000 đồng trên 1 kg. Vải xuất sang Nhật được thu mua với giá từ 30 đến 35.000 đồng trên 1 kg. Vải sớm tại một số xã của huyện Lục Ngạn như Phượng Sơn, Quý Sơn, Hồng Giang, Tân Mộc đã bắt đầu chín rải rác. Trên địa bàn huyện Lục Ngạn cũng xuất hiện các điểm thu mua nhỏ lẻ và đóng gói vải thiều để đưa vào các tỉnh miền Nam tiêu thụ với giá cao. Khảo sát cho thấy, giá vải tại huyện Lục Ngạn lúc này đang dao động từ 22 đến 30.000 đồng trên 1 kg, tùy theo mẫu mã, chất lượng quả, cao gần gấp đôi so với cùng thời điểm năm 2021. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang, hiện tại tỉnh có khoảng 6,7 nghìn hecta vải sớm với tổng sản lượng khoảng 67 nghìn tấn. Do năm nay thời tiết lạnh kéo dài nên vải chín muộn hơn các năm trước gần nửa tháng. Dự kiến thời gian thu hoạch sẽ là từ 25 tháng 5 đến 15 tháng 6 dương lịch. Thưa quý vị, phần cuối của tiểu mục tin tức nông nghiệp ngày hôm nay sẽ là một tin vui đối với người chăn nuôi lợn nước ta. Như vậy là sau hơn 3 năm nghiên cứu thì Việt Nam đã sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy vaccine dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam sản xuất có tên Navet ASPVac với kết quả 100% số lợn tiêm vaccine được bảo hộ khi công cường độc trong phòng thí nghiệm. Trong điều kiện sản xuất đã bảo hộ được trên 90% số lợn được tiêm vaccine khi công cường độc với chủng virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam. Độ dài miễn dịch kéo dài 6 tháng sau tiêm. Chúng ta đã đủ điều kiện, đủ căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn và căn cứ khoa học cũng như hợp tác quốc tế để chúng ta công bố vaccine dịch tả lợn châu Phi. Đây là một công cụ quan trọng để chúng ta có thể phát triển đàn lợn. Kết quả nghiên cứu sản xuất vaccine Navet ASFVac sau khi được các nhà khoa học độc lập đánh giá rất kỹ lưỡng đã được chấp nhận công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của thế giới và tạp chí khoa học thú y của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới chưa thương mại được vaccine dịch tả lợn châu Phi như hiện nay, thì dư địa xuất khẩu vaccine dịch tả lợn châu Phi được sản xuất tại Việt Nam sang các nước là rất lớn.
Dưa Kim Hoàng Hậu là sản phẩm đặc trưng của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Với hương vị thơm ngon đặc trưng, giống dưa này hiện đang được thị trường khá ưa chuộng. Tuy nhiên thì vào những thời điểm chính vụ, dưa Kim Hoàng Hậu tại Thanh Hóa thường là mất giá do sản lượng lớn và chưa tìm được đầu ra ổn định. Nhận thức được điều này thì anh Đỗ Văn Tùng ở xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân đã chủ động chuyển hướng canh tác dưa Kim Hoàng Hậu theo mô hình công nghệ cao, chấp nhận đầu tư chi phí lớn để đổi lấy chất lượng của sản phẩm. Cùng với sự nhạy bén trong việc tính toán thời vụ và thị trường, cây dưa Kim Hoàng Hậu của gia đình anh giờ đã tìm ra được hướng đi riêng và mang lại giá trị thu nhập cao cho gia đình. Vườn dưa Kim Hoàng Hậu của gia đình nhà anh Tùng đang vào vụ thu hoạch. Những ngày này, thương lái nhiều nơi đã tìm đến tận vườn để đặt mua sản phẩm. Tại Thanh Hóa, thời điểm thu hoạch chính vụ của dưa Kim Hoàng Hậu sẽ bắt đầu vào giữa tháng 6 dương lịch. Thế nhưng lúc này, gia đình nhà anh Tùng đã bán được 2/3 tổng sản lượng dưa. Sau 2 năm sản xuất thì bên mình đã có nhận thấy những cái kinh nghiệm về thị trường và những cái lượng sản phẩm mà đưa ra ngoài thị trường. Mình đã chủ động là điều chỉnh cái vụ 1 của năm nay lên sớm hơn khoảng gần 1 tháng. Bên ngoài thị trường lượng dưa chưa có nhiều, mình sẽ bán được cái giá nó tốt hơn. Thời gian sinh trưởng của cây dưa Kim Hoàng Hậu trung bình khoảng 3 tháng. Điều chỉnh thời vụ sớm hơn đồng nghĩa với việc là anh Tùng phải chấp nhận mạo hiểm bởi cây dưa Kim Hoàng Hậu không ưa thời tiết lạnh. Nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất là rất có thể xảy ra. Đồng thời, chi phí đầu tư khi làm trái vụ cũng sẽ nhiều hơn so với các vụ trước. Thì trước khi mà vào vụ năm nay thì mình đã có những cái chuẩn bị rất tốt cho cái việc những cái khó. Cụ thể là thời tiết lạnh thì mình đã chủ động là mình che nhà cho giữ ấm cho nhà và điều chỉnh cái công thức dinh dưỡng, tăng cái lượng phân bón cho đúng với thời điểm của từng giai đoạn lên. Thì như vậy thì sẽ cho ra được cái cả về chất lượng và cả sản lượng nó tốt hơn đúng không ạ? Dưa đạt trọng lượng trung bình từ 1,4 đến 1,5 kg trên một quả. Độ ngọt trung bình trên 14,5 độ brix, phù hợp với những tiêu chí của đơn hàng khó tính nhất như siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch. Cái độ brix loại 1 là trên 13. Nhưng mà với đền trạch thì mặt bằng chung thì rơi vào khoảng 14. Thì cũng có quả thấp thì cũng có quả cao, nó không hoàn toàn nó đều, nhưng mà nó loanh quanh là 14, 15 cũng có thể gọi là cao, còn thấp nhất thì cũng phải là trên 13 năm. Lại là chất lượng ở mức cao đúng không ạ? Bí quyết làm nên những quả dưa Kim Hoàng Hậu trái vụ ngon ngọt, chất lượng cao của anh Tùng là đây. Hệ thống nhà kính được đầu tư bài bản với đầy đủ các trang thiết bị. Có thể điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm phù hợp để cây dưa phát triển, bất chấp sự biến động bất lợi của thời tiết. Còn hệ thống châm phân tự động này, như một kỹ sư cây trồng, hệ thống sẽ tự động tính toán công thức dinh dưỡng, cung cấp cho cây trồng đúng thời điểm và đủ nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn phát triển của cây. Thì với cái bộ châm phân này có thể điều chỉnh được tất cả các loại phân trong từng cái giai đoạn của từng cái nhà một. Đấy, thì khi mà cây có yêu cầu như thế nào, đấy thì cái bộ châm phân tự động này là hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu tưới chính xác. Tôi thấy rằng là cái đầu tư về cơ sở vật chất cũng như là cái quy mô về công nghệ cũng như là cái chiều hướng phát triển của trang trại này là rất là đúng hướng và nó sẽ có cái sức lan tỏa ở địa phương. Những tính toán của anh Tùng đã đi đúng hướng khi mà thời điểm hiện tại giá dưa trên thị trường dao động từ 40 đến 50 nghìn đồng trên 1 kg, trong khi thời điểm chính vụ năm ngoái giá dưa chỉ khoảng 35 nghìn đồng. Dự kiến vụ dưa năm nay, gia đình anh Tùng sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 30 tấn dưa. Có một cái kim chỉ nam ấy, là tập trung cao nhất vào sản phẩm, vào chất lượng sản phẩm, rồi sau đấy là mới đến là sản lượng, tăng được cái chất lượng sản phẩm lên. Ấy. Rồi sau đấy là trong thời gian đấy thì cháu tiếp tục cháu mở rộng ra những cái hàng khác. Thì cái thị trường chủ yếu của cháu là ở thành phố Hà Nội. Ngoài thành phố Hà Nội ra thì có khoảng tầm 30% đi vào các cái tỉnh khác ở như thành phố, như một số là thành phố Hải Phòng có, và Sơn La, Lai Châu thì cháu cũng đưa lên vùng xa như vậy.
Hiện tại, sản phẩm của gia đình anh Tùng đã có mặt ở hầu hết các cửa hàng thực phẩm sạch tại khu vực phía Bắc và các địa phương lân cận. Giá trị thu nhập mang lại từ mỗi vụ dưa lên tới hàng tỷ đồng. Trong thời gian tới, để hoàn thiện sản phẩm, anh Tùng và các cộng sự của mình sẽ từng bước phối hợp với các đơn vị để tiến hành chuyển đổi số mô hình sản xuất, xây dựng bộ nhận diện cho sản phẩm nhằm hạn chế việc làm giả, làm nhái sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng quy mô sản xuất cây dưa kim hoàng hậu lên hơn 5 hectare. Thưa quý vị, trọng lượng dưa lên tới hơn 2kg một quả, vỏ dày, quả thì xốp và độ ngọt không cao. Đây là những vấn đề mà những người trồng dưa kim hoàng hậu thường xuyên gặp phải do không chủ động điều chỉnh được kỹ thuật trong quá trình canh tác. Theo các chuyên gia trồng trọt thì chất lượng dưa kim hoàng hậu phụ thuộc vào việc điều chỉnh dinh dưỡng trong cả vụ trồng. Vậy cung cấp dinh dưỡng cho cây dưa kim hoàng hậu như thế nào để dưa cho năng suất và chất lượng tốt? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đối với cây dưa kim hoàng hậu, được trồng theo công nghệ cao, người ta thường đưa ra bảng tiêu chí về trọng lượng, kích thước quả. Tiêu chí này nhằm tối ưu chế độ chăm sóc để kích thước dưa được định vị theo ý muốn, đảm bảo chất lượng quả cũng như phù hợp với thị hiếu của thị trường tiêu thụ. Phát triển lên to quá thì chứng tỏ tức là có thể là cái cây đó thì cái độ chắc của thịt quả nó sẽ bị giảm đi. Cái điều đó là chắc chắn thôi. Thị trường, nhất là những người tiêu dùng nhiều năm rồi thì người ta đã sử dụng, người ta biết rằng là đối với quả dưa mà nó to quá thì nhìn thì nó bắt mắt đấy. Có thể tức là về màu sắc rồi là về hình dạng thì người ta thấy quả dưa to, nhiều người là thích. Thế nhưng mà thực tế đến khi vào ăn thì chất lượng nó lại không bằng cái quả mà nó đúng như là cái yêu cầu. Các nghiên cứu cho thấy, phần lớn cây ăn quả nói chung và cây dưa kim hoàng hậu nói riêng, việc quả phát triển to chủ yếu là do thói quen sử dụng nhiều phân đạm của đa số bà con nông dân. Khi mà chúng ta bón với lượng đạm cao ấy, thì thường kích cho cây nó bốc lên và làm cho quả nó lớn hơn lên, to hơn lên, nhưng mà quả sẽ bị xốp. Và đặc biệt tức là cái phần vỏ và phần cùi phía bên ngoài của nó sẽ dày lên rất nhiều. Dù rằng quả nhìn rất là to đấy, nhưng mà nó sẽ giảm cái độ ngọt đi, bởi vì tức là cái phần cùi của nó quá dày, nó cấu trúc lên cái phần và vào cái phần vỏ và phần cùi của nó bên ngoài rồi. Và đã khi mà đạm lên cao như vậy nữa thì rõ ràng tức là cái tỷ lệ giữa đạm, lân, kali và các nguyên tố khác là nó đã mất cân đối đi. Nó mất cân đối thì rõ ràng tức là cái độ ngọt sẽ bị giảm đi. Việc sử dụng nhiều phân đạm không chỉ ảnh hưởng đến phẩm chất quả mà còn gây nguy cơ mất an toàn về chất lượng sản phẩm. Để cải thiện chất lượng sản phẩm, bà con cần chú ý điều chỉnh và bón phân cân đối. Lượng phân đạm tối đa cho 1 hectare diện tích canh tác là dưới 100kg. Bổ sung các nguyên tố ảnh hưởng đến độ ngọt của quả như kali, magie và các nguyên tố vi lượng vào giai đoạn cây nuôi quả. Bây giờ để tăng cái hương thơm, mùi hương của nó nữa thì bây giờ là nó quan hệ đến các nguyên tố trung lượng và vi lượng. Nếu mà hơi bị thiếu thì sau này mình vẫn có thể bổ sung được. Dạ. Thông qua một cái tức là mình sử dụng hình thức tức là mình bổ sung qua lá. Dạ. Bằng cách là phun dung dịch trên lá. Bên cạnh việc điều chỉnh dinh dưỡng, chế độ nước tưới cho cây dưa trong giai đoạn cuối cũng có tác động không nhỏ đến độ ngọt của sản phẩm. Bà con nên giảm lượng nước tưới cho vườn dưa khoảng 5 đến 7 ngày trước khi thu hoạch. Kết hợp giữ bộ lá luôn xanh tươi tốt, độ ngọt của dưa kim hoàng hậu vì thế sẽ được nâng cao. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khuyến Nông của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.